Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1159 bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chương 5410. Một đạo kiếm quang chợt hiện, không có chút hiển uy nào để nói, chém xuống vương chủ. Một bàn tay nhẹ nhàng ấn đi, trông mềm yếu vô lực. Phía khác, một đoạn trúc trượng vỗ xuống đầu của vương chủ. Còn có mấy đạo thần thông hình thái khác nhau nở rộ. Vương chủ bệ nghệ tứ phương cứng lại. Đầu tiên là trúng mấy đạo thần thông, thân thể chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, đầu bị trúc trượng kia đập trúng, bắt đầu xuất hiện lỗ máu. Cuối cùng, kiếm quang chém xuống đầu vương chủ này bay vút lên trời. Mặt chi lực nồng đậm đến cực hạn, trộn cùng mặt huyết tuôn ra như suối. Vương chủ vẫn lạc. Hơn 10 vị cửu phẩm liên thủ một kích, vương chủ kia còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi lỗ hổng, đã bị giết tại chỗ. Không phải vương chủ này thực lực không đủ, mà là do nhân tộc sớm được chuẩn bị, mà lại hành động quá mức quả quyết. Lại thêm các vương chủ muốn đi, nhất định phải thông qua lỗ hổng này, đối mặt các cửu phẩm công kích, căn bản không thể tránh. Đổi lại, bất kỳ cửu phẩm nào ở vào hoàn cảnh như vậy, cũng không ngăn được hơn 10 vương chủ liên thủ một kích. Chỗ lỗ hổng này là ưu thế duy nhất của nhân tộc có. Các lão tổ tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phát huy ưu thế này đến lớn nhất. Nhưng không cho các cửu phẩm thời gian vui mừng. Trong lỗ hổng kia lại sắp liên tiếp tuôn ra từng khí tức cường hoành của vương chủ. Đồng bạn trong nháy mắt vẫn lạc, không có nửa điểm uy hiếp đối với bọn hắn. Dù biết phía trước nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cũng không do dự trùng sát ra. Hơn 10 cửu phẩm sao phải khách khí. Đạo đạo thần thông được đánh ra, giây lát lại có hai vương chủ trong nháy mắt bị giết. Nhưng mà lại có càng nhiều vương chủ vọt ra, đồng bạn hy sinh. Bọn hắn có cơ hội đột phá phòng tuyến các cửu phẩm, lao thẳng tới chiến trường, mặc kệ các cửu phẩm phía sau. Phía sau bọn họ còn có càng nhiều vương chủ muốn đi ra, tự nhiên không thể đặt chiến trường ngay cạnh lỗ hổng. Bọn hắn muốn kiềm chế cửu phẩm nhân tộc. Bên trong từng tòa quan ải, từng thân ảnh cửu phẩm lướt ra, nghênh đón các vương chủ vừa đột phá phòng tuyến. Chỗ lỗ hổng không ngừng có vương chủ vẫn lạc, lại có càng nhiều vương chủ phá vây ra. Chính là cửu phẩm dưới cục diện như vậy cũng phải chiến đến điên cuồng, xuất thủ đã toàn là sát chiêu, không giữ lại chút nào. Chiến trường các nơi rất mau hiện ra từng đạo khí tức cường hoành, thường nhân khó mà tới gần. Ngắn ngủi nửa ngày, vương chủ thoát ra được đã nhiều đến trên 100 vị. Tuy có tới 20 vị vương chủ bị chém tại chỗ, nhưng phá vây được còn có 80 vị. 80 vị vương chủ, số lượng cửu phẩm tương ứng đi kềm chế. Cửu phẩm còn lưu trong quan ải đã không nhiều, từng người đều sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì trong lỗ hổng còn đang không ngừng có vương chủ trùng sát ra. Ai cũng không biết trong bóng tối kia đến cùng ẩn giấu bao nhiêu vương chủ. Nếu số lượng quá nhiều đến mức cửu phẩm khó có thể ứng đối, vậy tình cảnh đại quân nhân tộc đúng là đáng lo. Sau nửa canh giờ, phòng tuyến 10 vị cửu phẩm rút cuộc cáo phá. Chúng cửu phẩm gần như người người mang thương, đã vô lực phong tỏa lỗ hổng. Bọn họ nhanh chóng thối lui. Đồng thời từ lỗ hổng kia, hơn 10 vương chủ cũng trùng sát đi ra, truy kích bọn họ. Thương sắc mặt nghiêm túc, từ đầu cho tới cuối đều đang chăm chú so sánh thực lực đôi bên. Nếu tình hình quá căng thẳng, hắn sẽ lập tức khép lỗ hổng lại ngay. Giờ khắc này, thực lực hai tộc đã đến trình độ cực hạn. Cửu phẩm đã toàn bộ xuất chiến, liều chém giết cùng các vương chủ. Có thể nói thế cục đã đến cực hạn mà nhân tộc có thể tiếp nhận. Nếu có thêm 3-5 vị vương chủ nữa, cân bằng này có thể sẽ bị đánh vỡ. Thương cũng chuẩn bị tùy thời phong tỏa Sơ Thiên Đại Cấm. Đến lúc này, lực lượng mà mặt ngấp nhặt trăm vạn năm đã phát tiết ra không ít. Áp lực của hắn cũng đồng thời được giảm đi rất nhiều. Mặc dù còn chưa đủ, nhưng lúc này đâu còn quan tâm được quá nhiều. Nếu trận tuyến nhân tộc hỏng mất, vậy phong trấn của hắn cũng phải hỏng theo. Nhưng mà trong lỗ hổng kia, chợt không còn vương chủ hiện thân. Thường ngưng mày, hắn không cảm thấy dư trướng mặt chỉ có từng ấy vương chủ. Trong bóng tối vô tận kia, hắn có thể cảm nhận được còn có lực lượng cường đại đang ẩn nấp. Trong đó rõ ràng còn ẩn giấu không ít vương chủ. Thế nhưng, mặt lại không tiếp tục để cho vương chủ xuất động. Thương suy nghĩ một lát, liền hiểu mặt đang tính toán điều gì. Bây giờ, chẳng những hắn muốn duy trì cân bằng trên chiến trường, mặt cũng muốn. Trong lòng nó rõ ràng ý đồ của Thương. Một khi nó thả ra quá nhiều vương chủ, đại quân nhân tộc không có hy vọng chiến thắng. Lộ hổng sơ thiên đại cấm tất sẽ bị phong tỏa. Đến lúc đó, nó không có cách nào thoát khốn nữa. Cân bằng bây giờ chính là cục diện nó cố gắng kiến tạo. Mặc dù đại quân dư trướng không ngừng xuất hiện thương vong, nhưng dù sao vẫn còn có một tia hy vọng. Thế nhưng, như vậy có ý nghĩa sao? Kết quả cân bằng chẳng có trợ giúp gì đối với việc thoát khốn. Nó phí hết tâm tư như vậy để làm gì? Thương nghĩ mãi mà không rõ. Trăm vạn năm trước, mặt xác thực tâm tư non nớt giống như hài đồng. Nhưng mà trăm vạn năm cầm tù, Thương há sẽ còn xem mặt như một đứa bé. Tuy nó bị phong trấn trong sơ thiên đại cấm, nhưng mượn trợ tính quỷ dị của mặt sao, nó lại có thể nhìn rõ hết thảy bên ngoài. Trăm vạn năm trưởng thành, tâm tư non nớt cũng có thể biến thành giảo hoạt như cáo. Đoán không ra ý đồ của mặt, Thương lười suy nghĩ nhiều. Mặc kệ như thế nào, bây giờ thế cục này còn trong vòng khống chế. Chỗ lỗ hổng mặc dù không có vương chủ đi ra, lại không ngừng có đại lượng mặt tộc hiện thân, không thiếu lãnh chúa, vực chủ. Trên chiến trường, nhân tộc dù ra sức giết địch, từ đầu cho tới cuối không cách nào lấy được ưu thế. Mặt tộc lại không ngừng bổ sung lực lượng, không chặt đứt nguồn bổ sung đó, nhân tộc rất khó lấy được ưu thế. Thế nhưng, lần đại chiến này vốn là muốn làm dịu áp lực cho Thương. Bây giờ mặt tộc tử thương đúng là không ít, nhưng Thương không phong trấn đại cấm, vậy đại biểu còn chưa đủ. Nhân tộc chỉ có thể cắn răng tử chiến. Giờ khắc này Dương Khai cũng có nỗi khổ khó nói. Có vẻ là bởi vì hắn quá nổi bật, còn giống như là bởi vì kiên kỵ tịnh hóa chi quan của hắn. Hắn lại bị một vị vực chủ hình thể xinh đẹp theo dõi. Chiến đến tận đây, các vực chủ mới xuất hiện đã không còn là liên miên bất tận cốt khôi vực chủ, mà là đủ loại hình thái. Không giống cốt khôi vực chủ da dày thịt béo, những vực chủ này hình thể khác nhau, cũng đều có đặc điểm riêng của mình. Vị vực chủ xinh đẹp để mắt tới hắn đặc điểm chính là nhanh. Đi như gió, động như lôi đình. Dương Khai nhiều lần chạy loạn trong chiến trường, liên tiếp thôi động không gian pháp tắc, lại không thoát được nàng. Vực chủ kia mặc kệ mọi người xung quanh, khí cơ gắt gao cắn chặt lấy Dương Khai, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Dương Khai có lẽ còn có hóa thân cổ long đánh một trận. Nhưng mà trước đó hắn chạy liên tục trên chiến trường, tiêu hao rất lớn, lúc này không phải đối thủ của người ta. Bị đuổi như chó nhà có tang, nhiều lần thân hãm trong hiểm cảnh. Mắt thấy tình hình càng ngày càng ác liệt, Dương Khai cắn răng đổi hướng. Một lát sau, Dương Khai đến bên người Thương, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng bao phủ hắn. Đó là lực lượng sơ thiên đại cấm. Xoay đầu lại, Dương Khai hung tợn nhìn chăm chăm vực chủ, ánh mắt phun lửa. Thương trêu ghẹo nói: "Bị nàng ta nhìn trúng sao?" Dương Khai hừ hừ đáp: "Ánh mắt nàng ta không kém." Thương ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới da mặt của Dương Khai dày như vậy. "Tiền bối, giết chết nàng ta đi." Dương Khai giật dây. Vực chủ xinh đẹp kia nghe sắc mặt hơi bối rối, bất giác lùi về sau mấy bước, nét mặt cảnh giác nhìn chăm chăm Thương. Cường giả bậc này mà ra tay với nàng không ngăn được. Thương lại lắc đầu. "Không được." lão phu chỉ có thể xuất thủ bên trong đại cấm. Chuyện bên ngoài đại cấm, lão phu không nhúng tay vào được. Dương Khai trừng mắt. Còn có hạn chế sao? Thương cũng thật bất đắc dĩ. Không có cách. Bây giờ lão phu gần như có thể nói là hòa làm một thể cùng đại cấm. Đại cấm là ta, ta đã là đại cấm. Như vậy mới có thể có trình độ lớn nhất thôi động uy năng của đại cấm. Có bỏ mới có được. Dương Khai hiểu rõ. Thì ra là vậy. Thôi không sao. Vạn bối ở đây nghỉ ngơi một lúc. Đợi dưỡng đủ tinh thần là ra ngoài chém giết nàng. Sở dĩ sẽ chạy đến nơi đây là bởi vì trước đây Thương lặng lẽ truyền âm nói với hắn, nếu gặp nguy hiểm có thể tới nơi này tìm kiếm che chở. Thương không thể xuất thủ tương trợ nhân tộc giết địch, có điều mượn lực lượng Sơ Thiên Đại Cấm che chở hắn thì không có vấn đề. Chính vì vậy Dương Khai mới dám lẻ loi một mình chạy trên chiến trường, bởi vì có đường lui. Nếu không, hắn đương nhiên sẽ không làm việc tùy tiện như vậy. Nghiêng đầu, Dương Khai hung tợn trừng mắt vực chủ xinh đẹp, đưa tay trên cổ một vòng. Rửa sạch cổ chờ chết đi. Hắn cũng mặc kệ mình chỉ là thất phẩm, coi như thật khôi phục lại đỉnh phong, chưa chắc có thể làm gì được người ta. Mà Dương Khai phách lối như vậy có vẻ chọc giận nàng. Sắc mặt nàng âm trầm, lập tức đưa tay phát ra một đạo mặt chi lực đen kịt, hóa thành một con dao long một mực, mở ra miệng lớn đen kịt, cắn giết tới Dương Khai. Ngu xuẩn! Dương Khai không có động tĩnh, bây giờ hắn được Thương che chở trong Sơ Thiên Đại Cấm. Công kích này sao có thể làm hắn bị thương? Cho nên nhìn một kích như hung mãnh, mi mắt của hắn đều không nháy lấy một cái. Thương chợt nở nụ cười, trong tay lặng yên biến đổi pháp quyết. Dao long bay đến cách Dương Khai 3 trượng, liền bị bình chướng vô hình ngăn. Bất ngờ xảy ra chuyện, dao long lập tức thay đổi phương hướng, thân rồng đều bành trướng một vòng thật lớn, trong chớp mắt quay lại trước mặt vực chủ kia, mở miệng rộng. Dưới sự kinh hãi trợn mắt của nàng ta, một ngụm nuốt nàng ta vào trong bụng, lắc đầu quẩy đuôi. Dương Khai trợn mắt há mồm. Chớp mắt sau, hắn cầm thương sát tướng ra ngoài, một vần đại nhật dâng lên. Lần này trong đại nhật không có kim ô đề minh, càng không có phát ra chia quang nóng rực, bởi vì vần đại nhật này là tịnh hóa chia quang hội tụ, tinh khiết hoàn mỹ đến cực điểm. Chương 5411. Dao long ầm vang nổ tung, vực chủ xinh đẹp đầy bụi đất hiện thân. Thần thông tuy mạnh, mà dù sao là do chính nàng thôi động, bị Thương thi triển thủ pháp phản vệ bản thân, cho dù có chỗ tăng cường cũng không tới mức tổn thương tới tính mạng nàng. Chỉ là dưới sự bất ngờ, thụ thương lại không thể tránh. Khi vừa thoát khốn, một vần đại nhật trắng noãn nổ tung ngay trước mặt, nàng ta gần như không mở mắt ra nổi. Cùng lúc đó, nguy cơ lớn lao bao trùm nàng ta. Vực chủ xinh đẹp rống to liên tục, mặt chi lực trên thân điên cuồng biến mất, bị tịnh hóa chi quang xua tan sạch sẽ. Quang mang trắng noãn như có linh tính, thuận thất hiếu nhục thân, lỗ chân lông nàng, chui vào thể nội. Biểu lộ trên mặt nàng lập tức trở nên dữ tợn, thê lương gào thét. Trong chớp nhoáng này, nàng chẳng những cảm thấy mặt chi lực như thể gặp phải khắc tinh, đang nhanh chóng tan rã, mà ngay cả thân thể nàng đều giống như biến thành bông tuyết dưới mặt trời, bắt đầu tan rã. Dung nhan kiều mị như ngọn nến dưới nhiệt độ cao bắt đầu hòa tan. Thương long thương như kinh lôi, hung hăng đâm vào trong hốc mắt nàng. Mặt huyết bay loạn, nguy cơ sinh tử trước mắt. Vực chủ xinh đẹp đưa tay đánh một chưởng, đánh trúng ngực của Dương Khai. Dương Khai không tránh né, quanh thân chấn động đau nhức kịch liệt truyền đến. Thương long thương quán chú toàn bộ lực lượng, thẳng tiến không lùi. Chết đi! Trường thương quán xuyên đầu nàng, thiên địa vĩ lực cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp nổ tung đầu nàng ta. Dương Khai cũng như con diều bay lên cao cao, một lần nữa ngã về bên cạnh Thương, miệng lớn thở dốc, sắc mặt đau khổ. Thương quay đầu nhìn hắn, thấy lồng ngực của Dương Khai lõm xuống một hố lớn, động dung nói. Liều mạng như vậy sao? Trong nháy mắt đó, vực chủ công kích Dương Khai có thể không chỉ một chưởng, mà là mấy chục chưởng, tất cả đều khắc cùng một vị trí. Nếu không, lấy long mạch chi thân, không đến mức bị đánh thành như này. Nếu là thất phẩm khác, dưới thế công như vậy đã chết không thể chết thêm. Vượt cấp giết địch không phải người người đều có thể chơi. Trong chốc lát vực chủ bị thần thông phản vệ, Dương Khai không chút do dự trùng sát ra ngoài. Có thể thấy tâm tính quả quyết bậc nào. Trong khoảnh khắc đó hắn thấy được cơ hội, không thể bỏ qua. Tâm tính như này không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Chút chần chừ thôi, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh giết địch nhân. Đối mặt, thực lực của địch nhân mạnh hơn mình. Mình muốn phản công thì không thể có nửa điểm lùi bước. Đánh đổi bản thân trọng thương, chém địch nhân, càng hiển lộ rõ sự tàn nhẫn của hắn. Toàn bộ quá trình mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại là ranh giới sinh tử chân chính. Đây mới là điểm khiến nhân vật như Thương đều động dung. Dương Khai khoanh chân ngồi, quay đầu phun máu, nhe răng cười. Giết mặt tộc không liều mạng sao được? Không liều mạng, nhân tộc ta sớm đã thất bại rồi. Nói xong nuốt liệu thương đan, bắt đầu khôi phục. Hắn chạy đến chỗ Thương, bản ý là muốn mượn chỗ che chở khôi phục. Ai ngờ vực chủ kia lưu luyến không tha, mà Thương còn tạo cho hắn cơ hội chuyển bại thành thắng. Thương cũng không nghĩ tới mình tùy tiện một kích sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Nghe Dương Khai nói, Thương liền nhìn về phía chiến trường, nhìn thấy từng tướng sĩ nhân tộc chém giết đại quân mặt tộc, nhìn thấy các bát phẩm khí quán hư không, thấy các cửu phẩm một bước không nhường, đều đang liều mạng. Nhất thời giật mình, đây chính là nhân tộc của thế hệ này. Bởi vì có can đảm, cho nên mới có thể đi đến bước ngày hôm nay. Hắn ở chỗ này khổ đợi trăm vạn năm, chỉ có nhân tộc thế hệ này mới khiến cho hắn thấy được hy vọng. Chiến trường ồn ào, khí tức tàn lụi chưa có một khắc đình chỉ. Nhân tộc, mạt tộc, song phương thương vong không ngừng. Ngay cả vương chủ cũng bắt đầu có kẻ chết. Trước đó, các vương chủ bị chém trong khi xông ra khỏi lỗ hổng. Không phải thực lực của bọn hắn không tốt, mà là bởi vì nguyên nhân địa lợi dẫn tới. Bọn hắn muốn trùng sát ra ngoài, buộc phải chịu đựng thủ công kích. Dưới tình huống như vậy, vương chủ phải chết thật sự quá bình thường. Còn sau khi bọn hắn trùng sát thành công, còn muốn giết bọn hắn thì khó khăn hơn rất nhiều. Dù là như vậy, dưới sự cố gắng của các cửu phẩm, bây giờ cũng có 4 vương chủ bị chém giết. Nhưng mà cục diện chiến trường vẫn không chút thay đổi. 4 vương chủ vẫn lạc, từ trong lỗ hổng lại có 4 vương chủ bổ sung. Bây giờ chỗ lỗ hổng không có cửu phẩm trấn thủ, các vương chủ trùng sát ra không còn trở ngại. Đến lúc này, cường giả nhân tộc cũng ý thức được, mặt đang duy trì thế cân bằng trên chiến trường hắc ám. Bên trong lỗ hổng kia hẳn là còn ẩn tàng rất nhiều vương chủ. Mặt lại không cho bọn hắn lao ra, chỉ không ngừng bổ sung tiêu hao trên chiến trường, cố gắng tạo nên trạng diện thế lực ngang nhau. Chỉ là ngay cả Thương đều đoán không ra dụng ý của mặt, đừng nói là bọn hắn. Cũng may, bọn hắn cũng vui lòng nhìn thấy thế cục như này. Nếu đại quân mặt tộc cường đại đến mức nhân tộc khó mà chống lại, vậy chết chắc. Thương cũng thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên trong Sơ Thiên Đại Cấm. Cử động của mặt khiến hắn cảnh giác phi thường. Tên này tuyệt đối là có mưu đồ, chỉ là hắn nhìn không ra. Nhưng vì kế hoạch hôm nay chỉ có tận khả năng đề phòng. Nếu tình hình thật sự không ổn, lập tức phong tỏa đại cấm, gãy mất hy vọng thoát khốn của mặt. Vệ thiên chiến pháp. Dương Khai bỗng quay đầu nhìn Thương, đầy vẻ nghi hoặc. Hắn đang khôi phục, Thương cũng không có nhàn rỗi. Trước đó, Dương Khai giao cho hắn đại lượng vật tư để khôi phục. Thương cũng luôn trong quá trình luyện hóa những vật tư này, bổ sung hao tổn cho Sơ Thiên Đại Cấm. Thương luyện hóa những tài nguyên này tốc độ rất nhanh, dù sao tu vi cao thâm có thể hiểu. Mấu chốt là Dương Khai vậy mà thấy được vết tích của Phệ Thiên Chiến Pháp từ trong quá trình Thương luyện hóa vật tư. Hắn từng tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp, mặc dù không tu hành đến trình độ cao thâm, đương nhiên kém xa Ô Quảng, nhưng cũng có phần hiểu về môn công pháp này. Cho nên khi có chỗ phát giác, Dương Khai cực kỳ kinh ngạc. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình cảm ứng sai, nhưng sau khi cẩn thận quan sát mới xác định Thương thật sự đang thôi động Phệ Thiên Chiến Pháp. Bằng không, coi như hắn là cửu phẩm khai thiên, luyện hóa tài nguyên cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy. Thương thậm chí không chỉ luyện hóa những tài nguyên kia, thử dụng tâm điều tra, ngay cả mặt chi lực trong hư không cũng đều bị Thương luyện hóa thôn vệ. Dương Khai giật mình. Vệ Thiên Chiến Pháp là độc môn công pháp của Ô Quảng, là vô thượng tà công do chính hắn khai sáng. Sao Thương có thể thi triển? Mà nghe vậy, Thương đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó vui mừng khó hiểu. Người nhận ra công pháp này ư? Dương Khai không xác định nói. Có lẽ là nhìn nhầm rồi. Trên đời này có vô số công pháp, Vệ Thiên Chiến Pháp tuy là vô thượng kỳ công, nhưng Thương dù sao cũng là nhân vật của trăm vạn năm trước, cường giả kinh thiên vĩ địa như vậy, hiểu nhiều loại công pháp kỳ diệu cũng không kỳ quái, có lẽ chỉ tương tự như Vệ Thiên Chiến Pháp mà thôi. Thương nói, không sao, cẩn thận nhìn lại đi. Sau đó tiếp tục thi triển, mà lần này vì để cho Dương Khai có thể nhìn rõ ràng hơn, hắn thậm chí thôi động lực lượng khí tức, thậm chí lực lượng vận chuyển hoàn chỉnh lên. Dương Khai càng xem càng biểu lộ cổ quái. Đây thật đúng là Vệ Thiên Chiến Pháp, mặc dù không giống bản mà hắn tu hành lắm, nhưng trên đại thể có 9 phần trùng hợp. Một phần còn lại có lẽ là bởi vì hắn tu hành không tới nơi tới chốn, không thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Dương Khai không hiểu hỏi. Tiền bối, sao ngài lại biết Vệ Thiên Chiến Pháp? Càng làm cho hắn không hiểu là Thương có vẻ rất hưng phấn. Có cái gì mà hưng phấn như vậy? Mặt tộc bị giết nhiều vương chủ như thế, cũng không thấy hắn hưng phấn. Thương lại không trả lời mà hỏi ngược. Người gọi môn công pháp này là Vệ Thiên Chiến Pháp, ngươi từng gặp người nào thi triển sao? Dương Khai suy nghĩ rồi nói. Một người tên Ô Quảng tu hành môn công pháp này. Theo vạn bối biết, môn công pháp này do hắn sáng tạo, trừ vạn bối năm đó bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà cũng tu hành. Trên đời này hẳn là không còn ai tu hành công pháp này. À đúng, về sau ta truyền thụ công pháp này cho Thạch Khôi bộ tộc. Vệ Thiên Chiến Pháp quá mức tà tính, mặc dù có thể cấp tốc tăng thực lực lên, nhưng di chứng thật sự không nhỏ. Loại di chứng này chính là Dương Khai cũng không hóa giải nổi, cho nên năm đó phát giác không ổn liền không tu hành. Ô Quảng thì khác, tên này có vô cấu kim liên, có thể không chút kiên kỵ thôn phệ lực lượng ngoại lai. Trên đời chỉ có một đóa vô cấu kim liên, người khác khó mà bắt chước. Thạch Khôi bộ tộc sở dĩ có thể tu hành Vệ Thiên Chiến Pháp là bởi vì bọn chúng được thân thể trời ưu ái. Bọn chúng không phải là huyết nhục thân, bản thân đã có dị năng tịnh hóa, tu hành Vệ Thiên Chiến Pháp chính là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Ô Quảng sao? Người nói cho ta nghe về người này đi. Thương nỉ non. Hắn biểu hiện ra vẻ hứng thú đối với Ô Quảng. Tuy Dương Khai không hiểu, nhưng tất nhiên sẽ kỹ càng kể. Nói thật ra, những thứ hắn hiểu về Ô Quảng phần nhiều là truyền ngôn. Niên đại Ô Quảng còn tung hoành ngang dọc, hắn còn chưa ra đời. Trận chiến tại Toái Tinh Hải rốt cuộc như nào hắn không biết. Chỉ biết là trong trận chiến kia, nhiều vị đại đế tinh giới phải bỏ mình, cuối cùng giết được Ô Quảng. Nhưng trên thực tế, Ô Quảng lại giả chết chạy trốn, tùy thời phục sinh. Qua mấy vạn năm, Ô Quảng đạt được mưu kế, thoát khỏi Toái Tinh Hải. Ô Quảng tu vi tất nhiên đại giảm. Lúc kia, hắn chiếm thân thể Hồng Trần Đại Đế, cùng đoạn Hồng Trần song hồn chung thể. Sau đó tên này xuất hiện tại Long Đảo, hòa loạn một phen xong liền biến mất vô ảnh vô tung. Đến khi lần nữa hiện thân, đã là thời điểm liên thủ các đại đế đại chiến cùng đại ma thần. Trận chiến kia, tình giới gần như bị hủy, đại ma thần chiến tử, Ô Quảng luyện hóa nhục thể của hắn, chân chính được tân sinh. Từ đây, thoát khỏi trói buộc càn khôn, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Rời tình giới, Ô Quảng sau đó ra sao thì Dương Khai không biết được. Chương 5412. Dương Khai chỉ biết là tốc độ tu hành của mình đã rất nhanh, nhưng Ô Quảng cũng chẳng kém. Lúc gặp mặt lại, hắn là lục phẩm khai thiên, Ô Quảng cũng là lục phẩm. Về sau, Ô Quảng gây đại sự, rốt cuộc được Dương Khai mang đi trốn vào Phá Toái Thiên. Nhân vật như vậy chỉ có trong hoàn cảnh như Phá Toái Thiên mới có đại hành động. Đến tận đây, Ô Quảng đã sang ngút ngàn dặm không tin tức. Dương Khai có đôi khi còn suy nghĩ, nếu năm đó huyết nhà không bị tiền bối Minh Vương Động Thiên kia hàng phục, sau khi Ô Quảng đặt chân đến Phá Toái Thiên, hai người này tất có một trận long tranh hổ đấu. Phệ Thiên Chiến Pháp, đại diện bất diệt huyết chiếu kinh, đều là luyện hóa lực lượng ngoại giới cho mình dùng. Có dị khúc đồng công chi diệu, nếu gặp mặt, khẳng định sẽ đánh nhau kiểu rất mới lạ. Nhưng so ra, Phệ Thiên Chiến Pháp không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Trên đời này phàm là vật có năng lượng, không có thứ nào Phệ Thiên Chiến Pháp không luyện hóa được. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh chỉ lấy tinh huyết làm chủ, kém hơn Phệ Thiên Chiến Pháp rất nhiều. Bây giờ mấy trăm năm thoáng cái đã qua, không biết Ô Quảng thế nào rồi. Mà lấy cái công pháp khủng khiếp của hắn, chắc chắn tình cảnh của hắn là người người đuổi đánh, quá đáng thương. Ô Quảng! Thương lại nỉ non một tiếng rồi cười ha ha, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Ô Quảng à! Dương Khai rất kinh ngạc. Tiền bối, người nhận ra Ô Quảng sao? Thương lắc đầu không thôi. Không biết, lần đầu nghe nói. Dương Khai bị hắn làm cho hồ đồ rồi, nếu không biết, ngươi cười vui vẻ như vậy cái gì? Hắn lại sao biết được, Thương không biết Ô Quảng, nhưng lại biết một người khác. Phệ Thiên Chiến Pháp chính là công pháp chủ tu của người đó. Công pháp này xác thực tà tính, nhưng nếu thật sự nói sâu hơn, pháp không phân chính tà, người lại có thiện ác, mặc kệ công pháp gì, phải xem người nào sử dụng. Kế hoạch năm đó của Phệ đã thành công. Nếu không, Phệ Thiên Chiến Pháp không có khả năng lưu truyền ra. Có điều thay lập trường đến xem, kế hoạch của Phệ cũng là thất bại. Mặc dù chưa từng có tiếp xúc cùng Ô Quảng, có điều chỉ từ Dương Khai kể, Ô Quảng mới chỉ kế thừa một tia linh tính từ Phệ. Có lẽ năm đó rời đi, đường đi dài dằng dặc nguy cơ. Tính linh của Phệ dần dần bị ma diệt, cho nên Ô Quảng hoàn toàn không biết gì đối với kiếp trước, duy chỉ có nhớ rõ về Phệ Thiên Chiến Pháp. Mặc kệ như thế nào, đây mới là tin tức tốt nhất mà Thương từng nghe trong trăm vạn năm qua. Người từng tới Thái Hư Cảnh sao? Thương bỗng mở miệng hỏi. Chuyển đề tài kiểu này lại càng khiến cho Dương Khai trở tay không kịp, mà vấn đề Thương hỏi càng làm cho hắn kinh ngạc vạn phần. Tiền bối biết Thái Hư Cảnh sao? Ta cảm nhận được khí tức thế giới thụ trên người ngươi. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi thấy ngươi rong ruổi trên chiến trường, không sợ bị mặt chi lực ăn mòn, có lẽ là có thế giới thụ phòng trấn trong tiểu càn khôn. Dương Khai gật đầu. Tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc, vạn bối xác thực từng đến Thái Hư Cảnh. Bản thân cũng có thế giới tử thụ, có điều tử thụ này không phải vạn bối lấy được từ Thái Hư Cảnh, mà là bên trong một tòa càn khôn động thiên trên chiến trường cổ xưa. Sau khi nói xong, Dương Khai mới hậu tri hậu giác, ngạc nhiên nói. Tiền bối, niên đại đó có Thái Hư Cảnh cùng thế giới thụ rồi sao? Thương tòa trấn nơi này trăm vạn năm ngăn cách với đời, vậy mà còn biết thế giới thụ cùng Thái Hư Cảnh, đúng là để cho Dương Khai giật mình. Thương ha ha cười nói. Thái Hư Cảnh, thế giới thụ cổ lão, có lẽ còn phải vượt qua tưởng tượng của người. Nhất là thế giới thụ, nghe nói tại thời điểm thiên địa sơ khai nó đã ra đời. Lại là thiên địa sơ khai sinh ra. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai đã nghe được không ít bí mật. Thái Hư Cảnh, Thương khẽ nhíu mày. Hình thành như thế nào đã không người biết. Trước đó lão phu từng nói, thời kỳ cận cổ có vĩ lực cảm niệm nhân gian, gian khổ cầu sinh, chọn ra 10 người, mượn tay bọn họ giảng đạo thiên hạ. Đến lúc kia, dân tộc mới có thể tu hành. Chiến trường vẫn còn hừng hực khí thế, bên trong Sơ Thiên Đại Cấm lại không chút bị quấy nhiễu. Mặt tộc không đi công kích, bởi bọn hắn biết Sơ Thiên Đại Cấm không phải thứ bọn hắn có thể rung chuyển. Thương ung dung nói. 10 người chúng ta chính là bởi vì bị cuốn vào Thái Hư Cảnh, mới thành tựu khai thiên chi cảnh. Dương Khai nghe rất là ngạc nhiên. Trước đó, nhân tộc mặc dù có thể thông qua tu hành đơn giản thu hoạch được lực lượng, nhưng nhiều lắm là tu hành đến dưới khai thiên. Khi đó dưới khai thiên cảnh chính là điểm cuối của võ đạo. Dương Khai vội vàng bày ra tư thái ngồi nghiêm chỉnh, hắn mơ hồ cảm giác có lẽ mình sắp được nghe thứ bí văn gì rất ghê gớm. 10 người chúng ta lúc ấy không phải sinh cùng một chỗ, mà là sinh hoạt tại từng đại vực khác biệt, được tinh cầu cố thổ thừa nhận, thành tựu thân phận vô thượng tôn giả, mới có thực lực thoát khỏi càn khôn trói buộc, ra ngoài hư không mênh mông, thăm dò con đường võ đạo cao thâm hơn. Niên đại đó yêu thú hoành hành, đám yêu thú đều có huyết thống thánh linh, chỉ có phân nhiều ít mà thôi. Bọn chúng tu hành không bị hạn chế, lực lượng huyết mạch đủ để cho bọn chúng trở nên cường đại. Những yêu thú kia căn bản không phải nhân lực có khả năng ngăn. Muốn giải quyết nguy cơ này, nhân tộc nhất định phải tiến thêm một bước trên võ đạo, nhưng chưa bao giờ có người thành công. Đến một ngày, lão phu không cẩn thận bị hắc triều cuốn vào, tiến vào Thái Khư. Ở trong đó, lão phu gặp 9 vị lão hữu khác. Bọn họ cũng đều như lão phu, rời đi cố thổ tinh thần, đi tìm kiếm cảnh giới võ đạo cao hơn. Thời gian quá lâu rồi, có một số việc không nhớ kỹ lắm. Về sự quỷ dị trong Thái Khư thì lão phu vẫn nhớ. Trong đó, 10 người lão phu đã trải qua không ít hung hiểm. Cuối cùng, mọi người đồng tâm hiệp lực hóa giải. Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ là từng khảo nghiệm rồi. Đến cuối cùng, đám người lão phu tới trước một gốc thông thiên đại thụ, mà đại thụ kia chính là thế giới thụ. Cây kia thông linh, ban cho mỗi người chúng ta một linh quả. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Thế giới thụ hào phóng như vậy ư? Khi ấy hắn phải trải qua lịch luyện mới nhận được hạ phẩm trung phẩm thế giới quả. Cuối cùng còn cầm được một đoạn rễ cây đi, còn bị thế giới thụ quật cho bay đi thật xa. Bọn người thương không làm gì, vậy mà lại được ban thưởng cho thế giới quả. Mà xem thành tựu của bọn người thương, thế giới quả nhất định là thượng phẩm thế giới quả. Có lẽ còn không chỉ vậy. Người so với người, tức chết mà. Dương Khai chợt có suy nghĩ muốn xông vào Thái Khư Cảnh đoạt thế giới thụ. Thương tiếp tục kể. Chúng ta ăn linh quả kia, trong thể nội, tiểu càn khôn tự khai, bước vào khai thiên cảnh, như vậy mới hiểu phương pháp tu hành khai thiên. Sau khi rời Thái Khư Cảnh, truyền phương pháp tu hành ra khắp thiên hạ. Lúc này nhân tộc mới có thể chống lại yêu thú. Dương Khai nghiêm nghị nói. Các vị tiền bối công tham tạo hóa, công tế nhân tộc, thế nhân khắc ghi. Thương cười mỉm khoát tay. Sợ dĩ nói với người những điều này là bởi vì qua nhiều năm, lão phu mơ hồ phát giác một ít gì. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Ban sơ chúng ta cũng không nghĩ quá nhiều. Sau khi có lực lượng cường đại, tất nhiên là đi giảng đạo thiên hạ, để nhân tộc có vốn liếng sinh tồn. Về sau chế tạo Sơ Thiên Đại Cấm, phong trấn mặt nơi đây. Lúc này mới có thời gian đi nghĩ lại một vài chuyện. Sự tồn tại của thế giới thụ khả năng liên quan đến toàn bộ 3.000 thế giới. Hoặc có thể nói, thế giới thụ mới là chỗ đầu nguồn của 3.000 thế giới. Dương Khai rung động nói. Ý của tiền bối là 3.000 thế giới là lực lượng thế giới thụ chiếu ảnh ra sao? Thương chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải là ý này. Danh tự thế giới thụ cũng không phải tự nhiên mà có. Nó tất nhiên có liên hệ với 3.000 thế giới. 10 người chúng ta bị cuốn vào Thái Hư Cảnh, được thế giới thụ ban thưởng linh quả, khai sáng hệ thống, võ đạo hoàn chỉnh. Nói là cơ duyên của chúng ta càng giống hơn là 3.000 thế giới này tự cứu. Tự cứu? Dương Khai nỉ non. 3.000 thế giới chẳng lẽ là có ý thức của mình sao? Có lẽ không phải là ý thức, chỉ là một loại quy tắc mà ngay cả chúng ta đều không thể ý hội. Lúc kia, Mặc vừa lúc đã thức tỉnh linh trí không lâu, Mặc chi lực bắt đầu khuếch tán khắp các đại vực. Nếu không ngăn, toàn bộ hoàng vũ đều sẽ bị lực lượng của Mặc chiếm cứ. Cho nên mới cần phải có người đi ngăn nó. Coi như không phải 10 người chúng ta, thì cũng sẽ có 10 người khác. Mà loại thủ đoạn tự cứu này tất nhiên không chỉ một lần. Thường ánh mắt sáng rực nhìn về Dương Khai. Ngươi được thế giới thụ ban cho tử thụ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là một trong các thủ đoạn tự cứu được quy tắc kia chọn trúng. Chính là bởi vì nhận ra điểm này, Thương mới nhìn Dương Khai bằng con mắt khác, truyền âm cho hắn, muốn bảo vệ hắn. Cũng chính bởi vì phát giác được điểm này, Thương mới nói nhiều với Dương Khai như vậy. Thời kỳ cận cổ, 10 người Thương được quy tắc kia chọn để tự cứu, mà bây giờ Dương Khai là người được chọn tại thế hệ sau. Dương Khai không khỏi thất thần. Chương 5413. Bây giờ hồi tưởng lại, ngày đó mình có thể từ thế giới thụ cướp được một đoạn rễ thật sự không bình thường. Lúc đó hắn thực lực không mạnh, mới chỉ ngưng tụ đạo ấn mà thôi. Thế giới thụ là kỳ vật thiên địa sơ khai đản sinh, tồn tại vô số năm, từ lâu đã thông linh, thực lực cường đại. Mình là một đế tôn nho nhỏ, dựa vào cái gì mà có thể cướp được một đoạn rễ? Sau khi sợi rễ tới tay, thế giới thụ quật bay hắn đi thật xa. Có thể thấy, thế giới thụ không phải là không có bản sự ngăn cản hắn. Nếu như Thương phỏng đoán là thật, mình là một trong các thủ đoạn tự cứu được quy tắc lựa chọn, như vậy thì có thể giải thích thông. Thái Hư Cảnh là chỗ khảo nghiệm, thế giới tử thụ chính là ban thưởng của khảo nghiệm sau cùng. Trăm vạn năm trước, 10 người Thương được chọn, được thế giới thụ ban thưởng cho thế giới quả, phá khai thiên chia cảnh. Trăm vạn năm về sau, hắn nhập Thái Khư, được sợi rễ của thế giới thụ. Nghĩ như vậy, chủ nhân thế giới tử thụ trong tiểu càn khôn Dương Khai cũng hẳn là thủ đoạn tự cứu được quy tắc kia lựa chọn trúng. Chỉ tiếc vì tiền bối kia chiến tử trên chiến trường. Người như bọn họ vô số năm qua có lẽ còn có không ít. Dương Khai không biết là ai, càng không thể suy đoán bọn họ còn sống hay đã chết. Điều Thương nói thật khiến cho người ta quá mức rung động. Nhưng dù sao hắn sống nhiều năm như vậy, khổ thủ nơi đây, có rất nhiều thời gian đi suy nghĩ một số chuyện. Tuy Dương Khai cảm thấy rất không thể tưởng, lại chưa hẳn không phải là thật. Người phải cẩn thận à? Thương bỗng mở miệng nói. Dương Khai không hiểu. Tiền bối nói vậy là sao? Thương sắc mặt nghiêm túc đáp. Qua nhiều năm như vậy, chuyện ta có thể nghĩ tới, Mặc chưa hẳn không nghĩ ra. Có một ít chuyện, nó có lẽ còn hiểu nhiều hơn ta. Nếu như lão phu suy đoán là thật, tình cảnh của người có thể sẽ rất nguy hiểm. Dương Khai nao nao, rất nhanh hiểu ý Thương muốn nói là gì. Nếu hắn thật sự là một trong các thủ đoạn tự cứu, vậy hắn tất nhiên là nhân vật đặc thù. Mặc chỉ cần biết chút về hắn, tất sẽ không bỏ qua cho hắn. Người rong ruổi trên chiến trường, không sợ Mặc chi lực ăn mòn, có lẽ đã đưa đến sự chú ý của Mặc. Dương Khai nói, Càn Khôn Tứ Trụ có công hiệu phong trấn tiểu càn khôn, đồng thời cũng ngăn cản Mặc chi lực ăn mòn. Hắn chưa hẳn biết ta có thế giới tử thụ. Thương gật đầu nói, tuy là nói như vậy, nhưng vẫn cẩn thận là hơn. Mặt khác, dù ngươi có thế giới tử thụ, có thể ngăn cản Mặc chi lực, lại chưa chắc có thể đỡ nổi lực lượng bản nguyên của Mặc. Lực lượng của nó không phải Mặc tộc bình thường có thể đánh đồng, sợ có thể phá tiểu càn khôn của người. Dương Khai cười nói, có tiền bối tọa trấn nơi đây, Mặc vô pháp tùy tiện thoát khốn, há lại sẽ xuống tay với ta được. Còn nếu ngay cả tiền bối đều không giữ được Mặc nữa, vậy nhân tộc ta sợ rằng cách thời điểm diệt tộc không còn xa. Lão phu tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Dương Khai vươn người đứng dậy. Nghỉ ngơi cũng khá ổn rồi. Tiền bối à, ta đi giết địch. Lát nữa lại đến nhàn thoại cùng với tiền bối. Dứt lời, người đã lướt về phía chiến trường. Gần nửa ngày sau, Dương Khai cả người nhuốm máu chạy về. Phía sau mông là mấy vị vực chủ đằng đằng sát khí. Đến khi Dương Khai vọt tới cạnh thương, mấy vực chủ kia mới hậm hực rời đi. Lần này Dương Khai bị thương nhẹ hơn lần trước, thời gian khôi phục cũng ngắn hơn không ít. Tu dưỡng một trận tiếp tục giết địch. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Mạc tộc bị hắn làm cho phiền phức vô cùng, nên đã chuyên môn phái ra mấy vị vực chủ ngồi chờ ở ngoài Sơ Thiên Đại Cấm. Cứ khi nào hắn muốn rời đi là tùy thời giết ngay tại chỗ. Bất đắc dĩ, Dương Khai có không gian thần thông xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần không bị phong tỏa thiên địa, chỉ mấy vị vực chủ lại làm gì được hắn. Đến cuối cùng, Mạc tộc đành mặc kệ hắn, để Dương Khai càng như cá gặp nước, giết địch như cắt cỏ. Mặc dù chiến quả phong phú, nhưng chỉ mình hắn có không gian thần thông, cho nên lực lượng một người căn bản khó mà cải biến xu thế của chiến trường. Ác chiến đến nay đã mấy tháng. Nhân tộc ban đầu có 2 triệu đại quân, giờ đã hao tổn gần 3 thành. Đây chính là 60 vạn đại quân, từng người đều là trên ngũ phẩm khai thiên, tổn thất to lớn, vượt quá tưởng tượng. Mạc tộc tuy tổn thất lớn hơn nhân tộc gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Vực chủ, vương chủ vẫn lạc vô số. Nhưng lỗ hổng kia, như cũ, không ngừng có Mạc tộc chui ra, bước vào chiến trường bổ sung tiêu hao. Mỗi một người gần như đều đã đến tình trạng kiệt sức, ngay cả bát phẩm đều hiện ra xu hướng suy tàn. Hai tộc chiến đấu nhiều năm, dù cũng từng có một trận đại chiến đánh tới mấy tháng trời, thậm chí là mấy năm, nhưng những đại chiến như vậy đều là vừa đánh vừa nghỉ ngơi, có thời gian khôi phục. Lần này thì khác, từ khi đại chiến bắt đầu đến bây giờ, tướng sĩ hai tộc liên tục ác chiến, chưa bao giờ đình chỉ dù là một khắc. May mắn cao tầng nhân tộc có dự kiến trước, biết cuộc chiến tranh này trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc, cho nên phân chia 2 triệu đại quân thành 2 đám nhân mã, thay phiên nhau xuất kích, nếu không sớm đã kiệt sức. Lúc này Mạc tộc đã hơi chiếm thượng phong, cứ việc không quá rõ ràng, nhưng xu thế chiến tranh lại nghiêng về Mạc tộc. Đây là cục diện mà Mạc cố gắng duy trì. Nếu nó không chút kiêng kỵ đầu nhập binh lực vào chiến trường, thì nhân tộc sợ rằng đã bại ngay từ đầu. Sắc mặt của Thương ngày càng ngưng trọng. Hắn cảm thấy giờ là thời điểm nên phong tỏa Sơ Thiên Đại Cấm. Nếu còn tiếp tục kéo dài, sợ rằng nhân tộc không thể nào gắng gượng được. Liên tục mấy tháng, Mạc phát tiết lực lượng, hắn cũng cảm thấy áp lực bên trong Sơ Thiên Đại Cấm không còn lớn như trước. Lúc này phong tỏa lỗ hổng, mặc dù còn chưa đạt được mong muốn, nhưng còn có thể tiếp nhận. Vừa nghĩ tới đây, Thương không do dự nữa, tay biến quyết, Sơ Thiên Đại Cấm lập tức vù vù. Ta cho là ngươi còn có thể chịu thêm một lúc. Mạc chợt mở miệng nói chuyện. Thương hừ một tiếng. Ngươi còn có chiêu gì có thể xuất ra, nếu còn che đậy sẽ không còn cơ hội đâu. Mạc tuyệt đối đang kìm nén thứ gì, điểm này từ khi mới bắt đầu Thương đã cảm nhận được. Nếu không, nó không cần phải tân khổ khổ duy trì chiến lược cân bằng trên chiến trường. Nó biết một khi cân bằng này bị phá, đại quân nhân tộc suy thoái, Thương sẽ phong tỏa lỗ hổng ngay, để nó không có cơ hội thoát khốn. Mà duy trì cân bằng này, Thương cũng vui vẻ suy yếu lực lượng của nó. Có thể nói tình hình chiến đấu hiện nay là song phương ăn ý hợp tác, lấy 2 triệu đại quân nhân tộc, hơn 100 triệu đại quân Mạc tộc làm quân cờ. Thương rõ ràng có quyền chủ động hơn. Một khi hắn muốn động thủ, phong tỏa lỗ hổng, Mạc sẽ không thể để yên không quan tâm. Thương, ngươi già rồi. Mạc ung dung thở dài, thương hại. 100 vạn năm khô thủ, và giả cường đại tới đâu cũng có một ngày già nua. Hồi tưởng thời gian còn giao hảo với đám người Thương, Mạc không khỏi hơi xúc động. Đoạn thời gian kia tuyệt đối là thời gian nó thư thái nhất. Coi chí hữu cao đàm luận, du sơn ngoạn thủy, pha trà nấu rượu, tiêu dao tự tại. Nhưng từ khi nó bị vây ở đây, cuộc sống như vậy rốt cuộc không về được. Trên đời này không có Mục thứ hai, cũng sẽ không có Thương thứ hai. Nó biết việc khôn đốn nó 100 vạn năm không quan hệ ân oán cá nhân, thế nhưng nó làm sao cam tâm. Trời sinh ra nó đã như vậy rồi, không phải là tu hành mà đến. Thường Thiên đã cho nó lực lượng có thể đồng hóa vạn tộc, vậy nó nhất định phải thống nhất vạn giới. Đám bạn chi cốt đều đã dần rời đi, vậy nó không cần thương hại thế giới này nữa. Vạn giới nhất định phải cúi đầu xưng thần dưới chân nó. Các người đều coi thường ta. Mặt gầm lên giận dữ, từ trong hắc ám vô biên, một cổ lực lượng khổng lồ bỗng cuộn cuộn lao ra, khí tức khủng bố tràn ngập. Trên toàn bộ chiến trường, vô luận nhân tộc hay mặt tộc đều vì đó mà trì trệ. Đó là ý chí cường đại cỡ nào? Chính là các cự phẩm khai thiên, dù ý chí đó cũng tâm thần hoảng hốt. Thường hơi biến sắc, hắn cảm nhận được chỗ lỗ hổng truyền đến lực cản to lớn, để hắn nhất thời khó mà phong tỏa lỗ hổng. Nhưng hắn không có bao nhiêu bối rối, nếu mặt ngay cả chút bản lãnh này đều không có, vậy thì không phải là mặt. Thường bỗng nhiên có một cảm giác không tốt cho lắm. Trên chiến trường, ác chiến mấy tháng, vô số mặt tộc vẫn lạc, mặt huyết, mặt chi lực, gãy chi, thân thể tàn phế trải rộng hư không. Mà ngay khi ý chí rộng rãi kia truyền ra ngoài, những tạp vật trải rộng chiến trường này lại như được lực lượng gì chỉ dẫn, điên cuồng phun trào, sau đó hội tụ về một chỗ. Tất cả nhân tộc đều sắc mặt đại biến, chỉ vì phương hướng chúng hội tụ là chỗ lỗ hổng. Trong thời gian cực ngắn, vô số mặt huyết, mặt chi lực, thậm chí thân thể mặt tộc sau khi chết lưu lại hội tụ thành một thủy triều khổng lồ màu mực. Mặt triều xuyên qua toàn bộ chiến trường, có tướng sĩ nhân tộc không cẩn thận bị mặt sào cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc hài cốt không còn. Hư thiên đang rung rẩy, sơ thiên đại cấm đang chấn động, càng nhiều mặt huyết mặt chi lực hội tụ lớn mạnh uy thế của nó. Không chỉ như thế, ngay cả mặt tộc đang giao thủ với nhân tộc cũng từ bỏ đối thủ của mình, nhào nhào dấn thân vào mặt triều. Biên cố đột ngột làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Trên chiến trường, rất nhiều người đã lập tức mất đi đối thủ. Hỏng rồi! Thương kinh hồ, không nghĩ tới mặt lại còn thủ đoạn như vậy. Nói đến cái này, 10 người bọn họ đúng là từng có giao hảo với mặt. Về sau lại phong trấn mặt ở chỗ này trăm vạn năm. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại hiểu không quá nhiều về mặt. Chương 5414. Thường chưa bao giờ thấy mặt thi triển ra bí thuật, thậm chí không thể suy đoán ngay tiếp theo nó muốn làm gì. Có điều hắn đã hiểu vì sao mặt muốn đi duy trì cân bằng chiến trường, bỏ mặt nhiều nô bộc như vậy bị giết. Hết thảy là chuẩn bị về giờ phút này. Dù không biết mặt đang làm gì, nhưng thường biết nhất định phải ngăn nó, nếu không nhân tộc nguy mất. Hắn điên cuồng thôi động lực lượng, muốn khép lại sơ thiên đại cấm. Nhưng mà sâu trong bóng tối lại có lực lượng cuồng bạo chống lại. Song phương đấu sức, thường sử dụng toàn bộ đại cấm chi lực, đến cùng vẫn cao hơn một bậc. Lỗ hổng chậm chậm lấp đầy, chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi. Giết địch! Có cự phẩm khai thiên rống to, tiếng rống truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người biết, chiến tranh đã đến thời điểm khẩn yếu quan đầu. Mặc kệ mặt có tính toán gì, nếu không có khả năng ngăn, vậy trận này đại bại. Mấy chục vạn đại quân nghỉ ngơi bên trong các đại quan ải chen chúc lao ra. Ngay cả các tướng sĩ tọa trấn pháp trận cũng ngồi lên từng chiếc chiến hạm lao ra chiến trường. Nhân tộc toàn quân xuất kích. Đại quân mặt tộc cũng đồng thời một phân thành hai. Một bộ phận chặn đường nhân tộc, một bộ phận xả thân đầu nhập trong mặt triều. Thương, mặt còn tiếp tục đấu sức. Thương rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế, tốc độ lỗ hổng khép đột nhiên tăng tốc lên không ít. Ngay vào lúc này, sâu trong bóng tối có lực lượng mênh mông như biển cả tuôn ra, trong khoảnh khắc quán xuyên lỗ hổng hội tụ vào hắc triều. Hắc triều kia vặn vẹo ngọ ngoậy, dần dần ngưng tụ ra hình thức ban đầu của một cánh tay. Cánh tay kia rõ ràng là do vô số mặt chi lực, mặt huyết, tàn chi thịt nát hội tụ mà thành. Chỉ có điều khác biệt là không có tử khí, mà sinh cơ bừng bừng. Trên cánh tay cơ bắp gồ lên, khổng vũ hữu lực, to lớn như ngân hà. Riêng cánh tay thôi đã tản ra hung uy ngập trời, khiến tâm người chấn động. Từ xa mà nhìn, cứ như lỗ hổng kia có một tôn cự nhân đang đưa ra một cánh tay. Mà trên thực tế, từ trong bóng tối, Hưng đúng là cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng đang khôi phục. Trong bóng tối, thật sự có một tôn cự nhân cấp tốc thành hình. Một cánh tay quán xuyên đại cấm, thành lực cản, ngăn đại cấm khép. Thương sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Người chạm đến cấp bậc kia rồi sao? Năm đó, 10 người Thương cũng từng thăm dò cấp bậc kia, đáng tiếc không có thu hoạch quá lớn. Thực lực của hắn xác thực cao hơn cửu phẩm, nhưng tổng thể vẫn không thể nào siêu thoát cửu phẩm. Cấp bậc kia siêu việt cửu phẩm, tạo vật chủ. Cấp bậc kia? Có lẽ vậy. Ta không biết có phải hay không. Người cảm thấy vậy sao? Ta cảm thấy không quá giống. Thường nghe mà chấn động. Hắn nhớ năm đó trong cấm chế có một lực lượng khổng lồ rung chuyển. Một lần kia mặt suýt nữa thoát khốn. Bây giờ xem ra lúc kia mặt đã chạm đến cấp độ tạo vật chủ. Trong bóng tối vô tận kia có tồn tại cường đại do nó sáng tạo. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Bản thân mặt có thể sáng tạo ra nô bộc. Tất cả mặt tộc đều được nó lấy mặt chi lực sáng tạo ra. Thiên phú như vậy là ưu thế dị bẩm. Vô số vạn năm tích lũy có thể chạm đến cấp độ tạo vật chủ là có gì đáng để cảm thấy ly kỳ. Mặt tộc kỳ thật không phải được mặt trực tiếp sáng tạo ra. Bản chất của mặt là hắc ám trong thiên địa này. Thứ nó sáng tạo chỉ có mặt sao. Đây là bản năng cùng thiên phú của mặt. Chỉ là lần này tồn tại cường đại trong bóng tối kia là thật sự do mặt trực tiếp sáng tạo ra. Đột nhiên sắc mặt của hắn bình tĩnh trở lại, khe khẽ thở dài. Mặt à, người ứng thiên địa mà sinh, được trời ưu ái, thiên tư thông minh, vốn hẳn nên tiêu giao thế ngoại. Chỉ tiếc lực lượng của người nhất định vạn giới không dung. Mặt chần chừ hỏi, ngươi muốn làm gì? Thương thản nhiên nói, trăm vạn năm rồi nên có thời điểm chấm dứt. Đám bạn chi cốt cũng đợi lâu lắm rồi. Mặt liền cảm thấy điều không lành. Ngươi chớ làm loạn. Làm loạn là ngươi. Thương cười ha ha, nói rồi bỗng nhiên cong ngón tay búng ra. Một đạo lưu quang phá không, ven đường gặp phải mặt tộc, tất cả đều bị lưu quang này xuyên qua bạo thể mà chết. Hắn từng nói thân trong sơ thiên đại cấm, chỉ có thể xuất thủ trong đại cấm, không nhúng tay ra ngoài đại cấm được. Đây không phải tuyệt đối, chỉ là phải bỏ ra cái giá mà thôi. Bây giờ vì đưa ra đạo lưu quang này, hắn không lo được nhiều nữa. Ngay sau khi hắn động thủ, toàn bộ sơ thiên đại cấm đều có dấu hiệu bất ổn. Mặt thừa cơ phát lực, lỗ hổng mở rộng ra rất nhiều. Cánh tay to lớn cũng đang điên cuồng rung rung, gia tốc lỗ hổng khuếch trương. Ngăn nó lại! Mặt khuếch tán thần niệm, mặc dù nó không biết lưu quang Thương đánh ra rốt cuộc là gì, nhưng lúc này tuyệt không thể để Thương đạt được. Một vị vương chủ đưa tay muốn bắt lại lưu quang kia, nhưng còn chưa chạm đến lưu quang, toàn bộ cánh tay đã sụp đổ. Lực lượng tích chứa trong lưu quang kia kinh khủng đến mức khó có thể tưởng. Cự phẩm giao chiến, vị vương chủ này thấy vậy, lập tức bộc phát ra thần thông pháp tướng, hóa thành một tôn cự thú dữ tợn, một ngụm nuốt vương chủ kia vào trong bụng, đồng thời đánh ra từng đạo pháp ấn luyện hóa vương chủ. Nhận được lệnh từ mặt tộc ven đường nhao nhao xuất thủ ngăn cản lưu quang kia, nhưng ngay cả vương chủ đều không có chặn được, mặt tộc khác lấy gì mà ngăn. Lưu quang xẹt qua, hư không bị cày ra một khu vực chân không, đánh vào thể nội của Dương Khai. Toàn thân Dương Khai chấn động, còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bốn phương tam hướng là đại lượng mặt tộc công sát tới mình. Dương Khai nhanh chóng chạy, phóng đến đại quân nhân tộc ở gần đó. Mặt tộc theo đuổi không bỏ, song rất nhanh bị chặn. Song phương ác chiến trong hư không huyết vũ tràn ngập. Một bên khác, ngay khi đánh ra đạo lưu quang kia, Thương lại cầm ra một viên ngọc phát. Mục! Mặt quát. Nó cảm nhận được khí tức mục từ trong ngọc phát. Đây tuyệt đối là di vật mà mục đã lưu. Trong 10 người, mặt có đặc thù tình cảm đối với mục nhất. Quan hệ với nàng là tốt nhất. Nhưng kết quả cũng bởi vì mục mà bị cầm tù ở đây. Trăm vạn năm thật sự rất hận. Chỉ là khi một lần nữa cảm nhận được khí tức quen thuộc này, tâm tình của nó không khỏi phức tạp. Mặt rất nhanh chặt đứt nỗi lòng, thành âm non nớt xen lẫn vô biên phẫn nộ, gầm lên nói. Thương, người rốt cuộc muốn làm gì? Cùng lúc này trong lỗ hổng lại có một đại thủ khác nhô ra, cánh tay khác thu về, lại nhô ra đào một bên khác. Hai bàn tay to đột nhiên phát lực, trông như đẩy ra hai cánh cửa. Lỗ hổng kia cấp tốc bị xé mở, có hung sát chi khí ngập trời tràn ngập ra. Càng có một cái đầu to lớn vô địch nhô ra, hai con người đen kịt như vực sâu, chiêu lấy toàn bộ chiến trường. Thiên địa rung rẩy, trong hư không vết nứt mọc thành bụi. Ta cũng không biết mình muốn làm gì. Thường nói ngữ khí đầy sự bất đắc dĩ. Lời này nghe thật qua loa, nhưng hắn thật sự không biết mình đang làm gì. Ngọc Phát là vật mà Mục lưu nói cho bọn hắn, nếu đến bước ngoặt nguy hiểm hãy tế ra Ngọc Phát này. Năm đó Mục xâm nhập nội bộ đại cấm, đi tới chỗ sâu của bóng tối vô tận. Sau khi trở về, sinh mệnh lực trôi qua cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng lưu lại viên Ngọc Phát này rồi lấy thân hợp cấm. Đối với Ngọc Phát này, nàng không có quá nhiều giải thích. Bọn người Thương tất nhiên không có ai hoài nghi lời của nàng. Bây giờ chính là lúc nguy cấp. Có lẽ năm đó trong bóng tối vô tận kia, nàng đã nhìn thấy gì, dự liệu được một ngày này sẽ đến. Ngọc Phát được tế ra, cấp tốc bay lên không, trong lúc đó tỏa ra ánh sáng hào quang. Trong quang mang kia, một thân ảnh yểu điệu chầm chậm hiển lộ. Thân ảnh kia vô cùng to lớn và thiên tế địa, không ai thấy rõ khuôn mặt. Nhưng khi nàng xuất hiện, trong chốc lát trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Ngay cả chiến trường ồn ào kịch liệt, tất cả ánh mắt đều không tự chủ, bị nàng hấp dẫn. Đó là thân ảnh hoàn mỹ vô khuyết nhất trên đời, hội tụ tất cả vẻ đẹp hoàn hảo, khiến người ta không dám sinh ra dù chỉ một chút khinh nhờn. Mục! Thương ngước đầu lên nhìn, ánh mắt phức tạp. Mục! Mặt cũng nhẹ giọng nỉ non. Mục dường như đang cười, ngữ khí ôn nhu như nước. Mặt! Lại gặp nhau! Ngươi còn sống! Mặt bỗng nhiên kinh hỉ. Mục chậm rãi lắc đầu. Ta chết rồi. Đã chết rất lâu rồi. Ngươi cũng biết. Mặt thở dài, cô đơn nói. Đúng vậy, ta biết. Ta cho là ngươi còn sống. Ngươi chết rồi. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Ngữ khí hoạt bát lên, Mục ôn nhu nói. Chơi với ngươi, trò mà ngươi thích. Mặt không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi thật tốt. Ai bảo ngươi gọi ta là tỷ tỷ? Nói rồi tố thủ phẩy nhẹ, phẩy vào sâu trong bóng tối, miệng trầm thấp nỉ non. Ngủ đi, ngủ, mơ một giấc xong dậy, sẽ có chơi vui, ăn ngon. Theo động tác của nàng, toàn bộ Sơ Thiên Đại Cấm tách ra tia sáng chói mắt, càng là chấn động có quy luật. Trên chiến trường, vô luận nhân tộc hay mặt tộc, tất cả đều ngưng trệ động tác. Chỉ cảm thấy vô biên bối rối hoàn toàn biến mất, khiến cho người ta hỗn loạn. Đừng nói ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, chính là bát phẩm và cửu phẩm đều khó ngăn cản cảm giác bối rối này. Nhất thời chiến trường sôi máu hừng hực, xuất hiện cảnh tượng cổ quái. Rất nhiều tướng sĩ hai tộc vậy mà lập tức nằm xuống ngủ mê man. Mặt tộc nhận ảnh hưởng lớn hơn, nhân tộc phần lớn có chiến hạm phòng hộ, có một chút sức ngăn cản đối với lực lượng vô danh kia. Dương Khai cũng quá sức buồn ngủ, cảm thấy mi mắt đang dính lấy nhau. Thời khắc mấu chốt, trong đầu chợt xuất hiện một cổ thanh lương chi ý để cho hắn hoàn hồn. Ôn Thần Liên. Hắn không biết một thi triển thủ đoạn gì, có điều đây rõ ràng là một loại công kích thần hồn. Ôn Thần Liên giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Kết thúc tập 1159 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.